Đây Dương, Dương hôm nay đi đâu hả Dương? Hôm nay chúng ta sẽ đi Sài Gòn nha mọi người. Chắc là chuyến đi là có mình này, thằng với cả thằng bạn tôi. Chắc là bạn chưa cần phải biết tên nó sớm đâu nhỉ? Tên gì đấy? Đâu, chả biết đâu. Bình gì nhá, cho nó nhanh. Lớp 2. Ra khỏi phòng thôi, chơi điện tử nhiều quá mọi người ơi. Chơi điện tử nhiều quá. Cảm giác là phải có một tí cái trải nghiệm ở ngoài nữa. Có anh em chịu khó, cất cái cơn vã đi. Cái điều tuyệt vời đang đến. Không biết là có tuyệt vời hơn là ngồi nhà chơi điện tử không? Sân bay. Mình sẽ ăn phở lần lần chót trong vài ngày tới ở Hà Nội. Tại vì mình biết là phở trong Sài Gòn không hợp khẩu vị à? Nó nói thế nó cũng hợp lý. Cho cả tiêu, cả giá, cả rau húng, mẹ như bún bò Huế. Chuyến đi này là đáng ra là phải có khá là đông các thành viên trong cái nhóm gaming cũ của mình. Anh em mình tôi là đã hứa với nhau cơ. Hứa với nhau là sẽ có một cái chuyến là anh em đi du lịch đông đông. Nhưng mà không. Bây giờ những gì còn lại là không quá đông đủ. Tôi nghĩ là tôi phải có một cái kế hoạch là để quay cái phê đi. Sẽ phải là làm cái vlog này nhìn nó vui vui tí thì các em ấy sẽ vừa làm xong thủ tục check vé máy bay nè. Lộ số căn cước. 10:50 thì bọn mình sẽ bắt đầu chuyến bay đi. Đỡ phải làm game nhá, cho nó đỡ mệt. Mệt lắm rồi. Ông cứ game nhìn tôi là mấy ông cứ game. Dẫn mấy ông ra nhìn đây này, ví dụ này, biển quảng cáo này đẹp không? Đẹp mà. Tận hưởng những cái thứ nó đơn giản thế thôi anh em ạ. Game suốt. Mà thực ra là nãy giờ tôi không biết là tôi hành xử nó có đúng không. Tại kênh làm game mà tôi cảm giác là mình cứ cổ suý anh em không làm, không xem game là thế nào nhỉ. Vui thôi nhá, vui thôi. Tao quay vlog cho nên là bọn mày phải xách cho tao. Đâu có đâu. Mình bảo mình quay vlog mình không xách. Mình không xách được túi, thằng này nó xách luôn. Thật sự. Đây nhá. Đến 30 giây trong đầu đi. Mang lại. Đến 30 giây trong đầu là sẽ mang ra. Để mình nói các bạn nhanh gọn nữa, các bạn dễ hiểu nhá. Là cái bò tái chín mình gọi là 100.000. Sao tao không sang Mỹ tao ăn cái bát đấy? 100.000 bây giờ không phải không ngon thì cũng khó nhỉ. Tôi thực sự vừa bị một thằng ôn nó dụ dỗ ăn bát phở 100.000 thật. Em làm bát 143.000. Đây bát thằng này là 143.000. Người yêu mày ăn bát bao tiền? 143.000. Hay là phở đấy là nó có thịt đà điểu trong đấy hay sao? Thịt bò. Ui, mất ngay 34.000. Sau này có tiền mua được mặt ở đây. Nó cũng Pepsi lắm mọi người. Nói chung là làm fast food luôn cái đấy là mồm được không? Được, nhưng mà cả nước thì nó hơi khó đấy nhá. Khó thì mới gọi là thử thách chứ bây giờ để ta ăn hộ. Mẹ đánh bây giờ. Được rồi. Thôi là làm thế làm gì, thôi quả trứng thôi. Húp vào cái nước này bị no mẹ mất sao ăn được bát phở này. Kệ mày. Thử thách mà hy sinh tí. Được đấy. Được cái gì đấy? Được respect từ nó khoảng 500.000 người thôi, nhiều lắm. Tôi không cần respect từ các bạn đâu. Giờ đây bọn tôi đã có mặt ở Sài Gòn. Chết luôn. Mệt đâu? Không mệt là em chả bị say xe thôi. Thế bình thường. Ngủ rất đã được phòng chưa? Cứ ra xe. Thôi ngủ mẹ ngoài đường đi cho nhanh. Đây là ý kiến của em Dương rồi. Thôi mình ngủ ngoài đường em ạ. Cho nó nhanh. Tân buổi đêm mà vẫn làm, còn phòng hay không thì... Còn tầm 3 giờ là khó đấy. Bây giờ bọn tôi đang ở 2 giờ kém 15 rồi. Mẹ ngoài đường. Hy vọng là có chỗ ngủ. Đeo kính dâm ngủ, cầu nấu vâm. Em biết xài của anh không những chiếc thang. Gần 2 giờ rồi, tao uống nước các em.
Ủa, nó đẹp chứ. Yêu. Ngồi đây cũng chưa biết được. Làm xà đào cho biết là chuyển cho anh thành dừa. Thèm mày. Thèm tết. Dừa Sài Gòn khác gì Hà Nội không? Họ cho mì chính mọi người ạ. Ngon đấy, ngon đấy. Đánh giá cao. Đánh giá cao nền ẩm thực. Mà rẻ nhá. Ở đây rẻ chứ. Ở rẻ mà. Ở sân bay này quá rẻ. Ờ nhà rẻ đấy đúng không? Tại vì có trà đào. Mình có trà đào cam xả đây. Giá chỉ loanh quanh hai mấy nghìn à? Bằng mẹ mày Timor ở Hà Nội thôi. 40 á? Thế nước rửa mày bao nhiêu? 40. Thực đơn là có cái gì 20 nhờ? Nước đóng chai. Mình vừa bảo rẻ quá nhưng mà thôi. Là ăn mặt hủ tiếu đi. 150. Mày cả cái con. Sợ thật đấy. May quá có điện thoại nó cứu. Nhá để tao check lại một lần nữa trên cái app xem có check in. Vừa mới chạm đất nhà bạn Sang ơi. Hello hello. Anh em bị ở quận 1, bạn ở đâu? Tôi thì bên cạnh quận 1. À Đồ ăn, quá đẹp rồi. Hợp lý nhở. Trước khi vào khách sạn, bây giờ cũng là 2 giờ đêm rồi. Thì cũng không phải là mê tín hay gì. Trước khi vào khách sạn thì mình cũng có bảo Huy là thôi dừng lại từ từ. Từ từ tao gõ cửa cái rồi vào. Xong Huy nó bảo là tôi gõ cửa xong trong phòng lại có tiếng gõ cửa ra. Ôi trời ơi. Anh em xem một dạng phép thuật nữa. Đây, mở đi. Đây, cửa khóa này, mọi người nhìn thấy cái chốt cửa không? Ôi mày đi ra ngoài đi, Đâu? Đây, mày đi ra ngoài đi. Này. Này thì ngủ bằng niềm tin. Từ đây từ ráo rồi, khóa chưa? Này là khóa hả? Mở em. Đéo phải khóa. Ra lại tiếp lần nữa. Thôi. Đây, vặn ngang vặn dọc. Mở đây Huy ơi. Thôi xong. Cho nó vâm. Cho nó bị trộm nữa. Ngủ bằng niềm tin. 30 phải lên video rồi. Hưng ngủ đi làm một vài cái bước chỉnh sửa video. Làm việc xong tưởng được ngủ rồi. À, bây giờ là bọn nó lại dẫn tôi phải đi cái gì đây? Rửa nó là hơi bị tỉnh mọi người ạ. Tôi tính là nãy tôi rất buồn ngủ. Nghêu xào cay à? Nghêu á? Bán cho bố mày với, bán cho miền Bắc với. Bọn mình đã đi ăn và khám phá ở quận 1 cho đến 6 giờ sáng. Rồi sau đó bọn mình lại quyết định đi về khách sạn và đi ngủ. Và cái kết sau đó là chúng tôi thức dậy vào 12 giờ trưa ngày hôm sau. Ngủ dậy một cái là bọn tôi quyết định chuyển sang chỗ ở mới luôn. Tại vì bản thân tôi cũng như là mọi người cũng không yên tâm về cái cửa khóa ở cái khách sạn kia. Chưa kể là cái khách sạn này nó đẹp nữa anh em. Bữa đầu tiên ăn ở Sài Gòn thì là ăn bò né. Bò né ở đây mình đi thấy là được phục vụ bánh mì trà đá. Bò né này ở ngoài mình người ta bán vậy à? Nhưng mà không gọi là bò né mà gọi là gì ta? Bánh mì chảo. Bánh mì chảo. Thì nó có nhiều hơn xíu. Nó chắc là ưu điểm đây phải là thịt bò. Ăn nào em? Bò ở miền Nam dai lắm anh ạ. U địt. Miền Nam người ta phục vụ bò gì mà có à? Có dài. Sao? Ăn nào? Bò thì nó rất ngon nha. Như bò xào cần tỏi ngon. Mình thề luôn với cả các bạn là mì hộp đồ ăn của miền Nam cực kỳ luôn. Vào ăn cái gì cũng thấy ngon. Ăn liên tục. Bằng chứng là các bạn sẽ thấy mặt tôi ở đầu video nó sẽ một khác. Mà cuối video nó sẽ một khác. Càng về cuối các bạn sẽ thấy mặt tôi nó tròn xoe. Mà chỉ có trong 3 ngày thôi các bạn ạ. Ăn liên mồm. Ngon vãi bìu. Ngon quá. Sau đó tôi ăn cả hủ tiếu. Chạy ra đường rồi hóng khí trời. Về nhà đánh một giấc rồi lại chui vào ô tô hóng khí điều hòa. Nói đùa chứ Sài Gòn mưa nhiều quá không thuê ô tô không đi nổi. Đến khi đến quán ăn để gặp hai vị khách này. Nếu mà các bạn cảm thấy hai người này thấy quen có thể bình luận xuống dưới cho mình. Thì bầu trời nó lại không mưa nữa đấy, thế nó mới ảo. Vào đây mà có bạn bè đón tiếp như này là quá tuyệt vời thôi. Ăn uống là phụ thôi anh em mình, quan trọng là cái tình mà các bạn. Chị chưa kịp lướt luôn ấy. Và sau đó trời lại mưa. À, ảo thật đấy.
mà giết rồi thấy cũng quen. Thành ra là cũng mát mà đỡ tốn tiền coi như là tắm rửa. Về nhà ngủ đến sáng hôm sau, bọn tôi ngay lập tức đi làm cho mình mỗi đứa một bát phá lấu. Tôi chỉ có một điều ước duy nhất, đó là phá lấu có bán ở Hà Nội. Đấy là điều ước duy nhất của tôi rồi. Mình mới phát hiện ra có cái sâm dứa sữa này. Sâm dứa sữa. Mà mình nhận ra là nó có vị giống không? Chè dừa Hải Phòng. Em Dương thì sắp nôn, trông thì không hiểu sao. Suốt ngày nôn em. Thôi xin phép nhá. Anh làm gì không cả. Nói chung là ở Sài Gòn, tất cả những cái gì đọng lại trong đầu óc tôi đều là đồ ăn cả. Ngay bây giờ là tôi đang và vội bát mì để lấy sức. Anh em bắt chuyến xe đi lên Vũng Tàu. Để làm gì anh em biết không? Nó lại cũng vẫn loanh quanh là cái việc để ăn thôi anh em ạ. Lên là tôi chỉ thèm cái nồi lẩu cá đuối thôi. Tôi thèm 3 năm nay rồi, từ lần đầu tôi được ăn. Cái cảm giác cái thịt cá đuối nó xé thớ ra rồi chấm ở cái nước mắm có ớt đấy, nó mặn mặn, nó chua chua mà nó béo, mà thịt nó chắc, nó lại còn thành từng khối thịt nữa. Uầy, quá đã. Mà tôi đã từng ăn lẩu cá đuối ở một vài những cái vùng biển khác mà chưa thấy chỗ nào ngon được bằng ở Vũng Tàu. Đấy là lý do tại sao tôi chỉ thèm lẩu cá đuối ở Vũng Tàu thôi. Ngon vãi chưởng. Ngoài ra thì bọn mình còn được nhìn Vũng Tàu ở trên cáp treo lúc ban đêm nữa. Về thì anh em bảo phí tiền nhưng mà tôi nghĩ lại thì nó cũng là một trải nghiệm khá là khác biệt. À mà đây là người yêu tôi nha mọi người, không anh em lại đồn tôi FA. Đi cáp treo xong được đổi lấy cái view này của thành phố Vũng Tàu thì còn gì để nói nữa các bạn. Quá là đỉnh cao. Xong đi về tôi lại làm thêm bát hủ tiếu nữa. Ăn luôn mồm rồi, chịu không nổi với đồ ăn miền Nam luôn. Hơi tiếc là tụi tôi chỉ được chơi ở Vũng Tàu có đúng một ngày thôi. Ngày hôm sau là bọn tôi phải về Sài Gòn luôn. Tại vì trời mưa anh em ạ. Đấy, không được cả tắm biển. Kể ra nghĩ lại cũng cảm thấy là hơi buồn đấy. Hay ra quận 4. Hello, vào có dịp để gặp editor cho kênh mình mọi người. Chào mọi người. Editor kênh mình. Editor mấy đợt gần đây đó là lý do tại sao video như cái bill đấy. Video người ta hay đó vậy. Không phải à? Có góp ý gì nói bạn đi nhá. Đi ra quận 4 đúng không? Cái phố gì nhỉ? Quận 4 phố Vĩnh Khánh. Toàn là mùi biển, toàn là mùi hải sản, mùi biển đó mọi người. Ở đây mọi người hay gọi gì nhất à anh ơi? 27. Mấy giờ? Đen thử cho em mà mấy giờ? Đây là ông bài, ông móng tay. Mồm. Anh em mà có cái thông điệp gì ấy, gửi cho editor ấy, bình luận dưới. Thằng này chịu trách nhiệm nhá. Giờ này mình không edit nữa rồi, mình sao ấy. Không có gì phải chơi. Không chơi à? Mua board game trên này. Và sau chuyến đi dài và mệt mỏi thì bọn tôi lại quyết định đi tìm tiếp trò chơi để đi về phòng chơi. Ảo thật đấy. Tôi thể nói là đầu óc bọn này nó chả có cái gì khác ngoài trò chơi cả anh em ạ. Chịu. Khi mà em đưa cái hàng của em ra cổng thành thì thằng này nó sẽ gọi tiền em. Thì những nói chung là mình sẽ chia nhau.
Ví dụ như là lượt này bạn này làm cảnh sát trưởng, lượt sau bạn kia làm cảnh sát trưởng thay vòng. Thì khi mà có một người làm cảnh sát trưởng thì những người còn lại sẽ là những cái người đi buôn. Thì em phải làm sao em qua mặt được cảnh sát trưởng. Giá của bộ trò chơi là 1.6 triệu lận, cho nên là bọn tôi quyết định xuống dưới cà phê để chơi thử trước khi có ra quyết định là định mua hay không. Rồi, khả năng là bán này làm mà hải quan mất thêm tiền là đéo nữa nhỉ. Hay là mình không hợp làm quan. Hay là mình đéo làm quan được thật. Hết con mà, 10 đồng. Chẳng ngây thơ vậy đâu. 10 đồng à? 10 đồng. Mà luôn tao chê. Moment. Chơi quá tha. Sẽ bắt được ngay thằng chó buôn là gián thương. Mẹ mày buôn cả thuốc súng rồi đi. Sau khi chơi thử chán chê là bọn tôi quyết định không mua. Và quay về phòng đánh Uno tiếp. Bố bị nhợt với mày đấy. Mình luôn luôn thấy mọi người so sánh bánh mì Hà Nội và bánh mì Sài Gòn là khác nhau, cho nên hôm nay mình đã bất ngờ rẽ vào một quán bất kỳ trên đường phố Sài Gòn và gọi một cái bánh mì bất kỳ để có thể có cái sự so sánh. Ngon quá mọi người. Ngon quá hả? Mua 25.000 ngoài phố rồi. Và sau khi ăn hết cả cái bánh mì thì đây là những cái gì mà mình đã nói ra lúc đấy. Mình sẽ vote cho Hà Nội nha, Hà Nội sẽ thắng cuộc chiến bánh mì này. Sao như anh ra vẻ của mày? Khi về đêm thì bọn mình cũng cậy là do là gần nhà, cho nên là bọn mình cũng quyết định là đi ra ngoài phố Bùi Viện để đi thêm một vòng. Phải công nhận là ở trong này mọi thứ nó rất là sôi động luôn mọi người ơi. Mình thấy quán bar tầm này lúc là 3 giờ sáng rồi mà tất cả mọi thứ đều rất là náo nhiệt luôn. Các quán bia rồi các quán bar là cũng đều không có dấu hiệu là sẽ đóng cửa, khác hẳn với Hà Nội chỗ mình ở luôn. Cái là nói chung là mình đi vào cho biết thôi chứ mình cũng không ghé vào bất kỳ một cái cửa hàng nào ở đây cả. Mình chỉ thích leo núi hơn cho nên là đi về những cái nơi sập sình thì mình cũng chỉ là gọi là đi ngang qua cho biết thôi. Nhưng nó cũng không hợp với vai của mình lắm. Mặc dù là mọi thứ mình cảm nhận thấy là rất là vui nhá. Chân đi gì kia hả? Hả? Chân đi gì đấy? Em ăn trộm ngay cái dép ở nhà nghỉ nhá. Em mang về Hà Nội luôn. Người ta check trước khi đi mà fail. Cái này ăn cắp đã fail. Vì là thức khuya chơi Uno nên bọn mình đã ngủ dậy khá muộn. Và tất cả mọi cái ý tưởng đi chơi những cái chỗ còn lại trong Sài Gòn của mình gần như là đã phá sản. Khi mà tối phải bay rồi nhưng mà 12 giờ trưa bọn mình mới dậy. Không biết anh em sao chứ mình có một cái thói là mình thích đi lại những cái nơi mà mình đã từng ăn khi mà mình đến đúng cái địa điểm đấy. Kiểu cảm giác thời gian nó quay trở lại. Hôm nay là em Dương ấy. Em sẽ ăn nguyên con ba khía này nha mọi người. Em Dương sẽ ăn ngay một con cua sống. Ăn ngay một con cua sống cho nó sáng mọi người. Cho nó sáng. Ăn nguyên con cua sống mồm. Gọi mấy ba cho anh em ăn nhiều. Không có anh em nào đâu. Tanh không hay là sao? Không tanh lắm. Cứng không? Cứng cứng lắm. À sao ta? Hay là mình thử. Hay là mình thử cho ra. Mặn cua, mọi người thử. Và mình có gọi bên này là mấy con tôm sống á. Tôm sống. Em Dương nói gì đó để người yêu ăn con tôm sống như nào? Nói được gì để người yêu ăn tôm sống? Em nên đưa ngay một con tôm sống cho nó đầy đủ dinh dưỡng em nhé. Ăn đi em, ngon lắm. Thế là thất bại rồi đúng không? Thất bại rồi. Đúng rồi. Hôm nay là em sẽ ăn nguyên một cái càng cua sống nhé mọi người. Rất là cứng. Thằng này nó ăn cái này thôi chứ mình thấy mình mặn quá. Thực ra mình không sợ lắm nhưng mà thấy mặn quá ăn rồi. Thấy mặn quá rồi. Đủ quá nhé mọi người ơi. Ăn những món này thì mới cảm nhận được hương vị của Tây Bắc. Gãy răng nhá. Có gãy răng nhá. Mình cứ tưởng là mình sẽ lại được đi thăm thú Sài Gòn thêm xíu nữa nhưng mà không. Chúng mình lại về phòng và chơi board game đến khi bay về Hà Nội. Biết thế ở mẹ nhà cho nhanh. Và cũng đến lúc phải về Hà Nội rồi. Nói chung là đợt này vào Sài Gòn được ăn ngon là tôi đã thích mãn nguyện lắm rồi. Đây là một cái chuyến đi mà bọn mình đã dự định đi với nhau từ rất lâu rồi. Hy vọng là lần sau chúng ta sẽ có đầy đủ những cái thành viên hơn. Những cái thành viên mà các bạn đang nghĩ tới trong đầu đấy. Tôi hy vọng điều đó.
tôi không dám hứa với các bạn là nó có xảy ra được hay không. Đó, chúng ta phải có niềm tin thôi mọi người ạ. Video chỉ mang cái tính chất là lưu lại kỷ niệm của mình là nhiều thôi. Nhưng mà nếu mà anh em muốn xem những cái vlog tiếp theo thì cứ để lại bình luận ở dưới nhá. Ok, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người thôi. Hẹn gặp lại mọi người vào những cái vlog tiếp theo. Nếu thích video nhớ like video và đăng ký. Peace.